Công nghệ 3T tuần này có gì? Giữa Samsung Galaxy A73 5G và Vivo V25 Pro nên chọn máy nào? Có nên mua Nokia 21 hay không? Không nên mua máy cũ bởi vì toàn máy dởm mà thôi. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương mục Công nghệ 3T của tụi mình, được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng như hàng tuần trên kênh YouTube Thế Giới Đồng, và lại là mình, Khải Mon và Thành Phong. Ok chưa? Và tuần này chúng ta đã có những câu hỏi rất là hay, và trong đó có một cái câu hỏi cuối cùng chí mạng vậy. Bạn này bạn hỏi là máy cũ thì không ngon, không này nọ, nói chung là không đáng mua, và thực sự thì có phải là như thế hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào công nghệ 3T để mình giải đáp cho các bạn nha. Let's go. Hiện tại Thế Giới Di Động và Top Zone đang có chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn dành cho iPhone. Tham khảo ngay tại trang web Top Zone và Thế Giới Di Động để có thể sở hữu ngay những chiếc iPhone với mức giá tốt nhất nhé. Câu hỏi đầu tiên, hôm nay thì thấy anh Phong hơi ít nói nha, nên là em sẽ để câu hỏi đầu tiên này dành cho anh để trả lời cho nó nhiều okay, xíu. Tương tác với các bạn nhiều lên để các bạn mới thấy là mình có tương tác, rồi các bạn mới để lại những câu hỏi cho số tiếp theo chứ. Em biết sao không, tại anh là người sống hướng nội. À, hướng nội ha, sống nội tâm ha. Em là sống hướng ngội. Em sống hướng ngội ha. Rồi bây giờ câu hỏi đầu tiên thì bạn này hỏi là giữa Galaxy A73 5G và Vivo V25 Pro thì cái nào tốt hơn ạ? À, hình như hơi khập khiễng nha, bởi vì con nếu mà em nhớ không lầm thì con Galaxy A73 5G hiện tại giá của nó đang đâu đó tầm khoảng là chỉ là hơn 10 triệu, bởi vì cái thời điểm mà mình coi thì nó cũng đang khuyến mãi á. Nhưng mà nếu mà không có khuyến mãi thì nó cũng tầm khoảng 12 triệu thôi. Còn con kia thì tới tận là 13 triệu hơn. Nói chung là giá cũng hơi khập khiễng ha. Thì đầu tiên mình nói về cái màn hình trước đi. Tại cái màn hình thì lúc nào mình xài thoại mình phải đập vô mắt mình đầu tiên phải là cái màn hình rồi. Thì cái màn hình thì con anh đánh giá cao con A73 hơn một chút, tại vì nó có cái màn AMOLED Plus. AMOLED, Super AMOLED Plus. Đúng rồi, Super AMOLED Plus. Nó ngon hơn. Chỉ là AMOLED thôi. Nhưng mà anh thấy là nó cũng không có chênh lệch với nhau quá. Đúng rồi. Nếu mà các bạn để ý kỹ thì các bạn mới thấy, và với lại là nếu như mà những cái màn hình mà Super AMOLED Plus là đang nói với AMOLED Plus, các bạn mà sử dụng cái độ phân giải cao kèm theo á thì các bạn mới thấy là cái nó phát huy hết mọi cái giá trị của nó. Còn trên các bạn nếu mà nhìn bình thường á, giữa AMOLED và Super AMOLED Plus thì nó cũng không chênh nhau là quá nhiều, nên cái này thì cũng phải là quan trọng. Đúng mà rồi. Cái tỷ lệ màn hình, cái kiểu thiết kế màn hình của hai con này nó cũng là giọt nước giống ngang nhau. Ở nhưng mà cái con Vivo V25 Pro được hơn cái là nó có cái màn hình cong về hai phía bên. Đúng rồi. Nên là nếu như mà cầm á thì em thấy là cái con Vivo V25 nó vẫn có một cái cảm giác gì đó nó sang hơn. Đúng rồi, nó giống như là một cái dòng Galaxy S mà cao cấp vậy đó. Đúng rồi. Mà nếu như mà mình bỏ qua cái vấn đề là cái màn Super AMOLED Plus là cái AMOLED, thì em thấy là những cái thông số khác thì nó cũng ngang nhau. Màn hình kích thước ngang nhau, tần số quét cũng 120Hz. Kiểu vậy là. Vậy thì còn một cái nữa đó chúng ta phải nói tới, đó là hiệu năng. Hiệu năng và cái thiết kế, mình nói hiệu năng trước đi. Đúng rồi. Thì cái hiệu năng thì con Vivo V25 Pro sẽ là con chip MediaTek Dimensity 1300. Nó sẽ mạnh ngang với con Snapdragon 870. Là chắc chắn nó mạnh hơn con Snapdragon 778G đang có trên con Galaxy A73 rồi. Cho nên nếu như mà những bạn nào mà kiểu mà cần một cái điện thoại có cái hiệu năng mạnh để chơi những cái tựa game hiện nay, phổ thông hiện nay, ví dụ như là Liên Quân này, PUBG hay là kể cả Genshin Impact, thì chắc chắn là con Vivo V25 Pro nó sẽ đáp ứng tốt hơn. Đúng rồi. Và có đợt team mình có một bạn test về game con Vivo V25 Pro, không nhớ là anh hay là ai hay là anh Huy. Thì khi mà anh Huy anh test á, em thấy được một cái đó là cái con Dimensity 1300 này có thể chiến được hầu như tất cả các tựa game. Genshin Impact vẫn được, nhưng mà một cái đặc điểm đó là cái nhiệt độ của nó hoàn toàn rất là tốt. Là anh thấy cái khả năng tản nhiệt của nó cũng rất là ok luôn nha. Kiểu như mình chơi những cái tựa game Genshin Impact mà kiểu mình set cái độ hạ cao lên, chơi nó cũng không nóng quá nhiều. Đó, nên là cái này thì em thấy nó cũng hoàn toàn quá là ưng ý luôn. Nên là nếu mà xét về hiệu năng thì rõ ràng Dimensity 1300 bây giờ làm quá tốt rồi. Các bạn nếu mà vẫn còn mặc cảm về MediaTek như ngày xưa thì các bạn nên suy nghĩ lại, bởi vì Dimensity nó là một cái dạng khác hoàn toàn với lại những con mà Helio hay là MT này nọ rồi. Chúng ta sẽ có một cái hiệu năng nó hoàn toàn cực kỳ là đỉnh luôn. Đó, và bên cạnh đó nữa thì về phần thiết kế không thể bỏ qua được. Không thể bỏ qua được, tại vì con Vivo V25 Pro nó được trang bị cái mặt lưng kính. Đúng. Là nó cảm giác nó sẽ sang hơn rất là nhiều so với cái mặt lưng nhựa của con A73. A73 thì gần như là full nhựa luôn, khung với là mặt lưng đều bằng nhựa. Còn con kia thì là kính với là kim loại, cầm là thấy cái độ đầm tay nó chắc chắn này nọ rồi. Chưa kể là cái thiết kế của con V25 Pro em thấy nó mỏng hơn con A73 rất là nhiều. Nên là tình hình chung nha, nhìn lại thì cầm con Vivo V25 Pro vẫn sang. Còn nếu mà nói về phần pin á thì đồng ý là con Galaxy A73 5G thì có phần hơn, bởi vì nó dày hơn mà, nên nó được trang bị viên pin 5000. Mà con kia thì cũng không thua kém, bởi vì viên pin của nó cũng tầm khoảng 4800 rồi. Nhưng mà em biết là cái con Vivo V25 Pro nó xịn hơn chỗ nào không? Chỗ nào? Sạc nhanh 66W. A73 chỉ có 25W rồi. Samsung thì bây giờ vẫn dừng chân ở tầm khoảng 25 thôi. Còn con kia thì bây giờ tới 66W. Mà đặc biệt nhất mua là có tặng sẵn củ sạc trong hộp. Có. Còn Samsung thì các bạn biết rồi, bảo vệ môi trường. Đúng rồi, bảo vệ môi trường.
Mà các bạn không có sạc nhanh 25W thì chắc chắn các bạn sạc nó cũng rất là lâu ha. Còn con kia 65W trong hộp mua vừa có củ sạc, vừa có cáp sạc mà vừa có tai nghe luôn. Nói chung là đầy đủ, không thiếu một cái gì hết. Nên tổng kết lại với cái phân khúc giá ở thời điểm hiện tại mà nó đang có khuyến mãi nữa, thì em thấy là nó chúng ta bỏ ra thêm 3 triệu nhưng mà đổi là chúng ta mua Vivo V25 Pro nó sẽ hoàn toàn hời hơn con Galaxy A73 kia. Đúng rồi, mà con Vivo V25 Pro vẫn có 5G. Đó, không có thua kém gì hết và thậm chí nó còn hơn rất là nhiều thứ. Nên là phần này về cá nhân tụi mình thì mình khuyên các bạn nên chọn con V25 Pro ha. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau đi qua câu hỏi số 2. Ok, và câu hỏi tiếp theo thì xin phép được hỏi Kenmon nha, do câu hỏi này mình trả lời rồi. Là có một bạn hỏi là có nên mua Nokia G21 không anh? Mà mình tư vấn. Có nên mua Nokia G21 không? Với bạn này thì mình thấy là con Nokia G21 thì nó cũng giá rẻ ha, tầm khoảng là dưới 4 triệu, 3 triệu hơn thôi, 3 triệu hơn. Nhưng mà nếu mà về cá nhân của mình ở phân khúc giá này, bạn đã có một cái tiền ít, không biết là cái nhu cầu của bạn như thế nào, bởi vì không thấy bạn để mà chỉ bảo là có nên mua hay không, thì về cá nhân của mình là không nên mua. Bởi vì rõ ràng là với cái phân khúc giá tầm khoảng gần 4 triệu mà đổi lại các bạn con G21, các bạn xem là chúng ta được cái gì? Chúng ta chỉ được một cái màn hình là TFT LCD, được phân giải là HD+, chưa kể là con chip là Unisoc T606, là cũng như là nó không có những cái điểm gì gọi là quá nó bật cả. Và trong cái phân khúc giá là chưa tới 4 triệu như này, rõ ràng là tại thế giới di động các bạn chọn máy mới luôn nha, chúng ta vẫn có nhiều đối thủ ngon hơn rất là nhiều. Bạn cần hiệu năng thì ở đây bây giờ mình sẽ gợi ý cho các bạn một con, chẳng hạn như là chúng ta sẽ có Redmi 10 năm 2022. Thì với con này được trang bị con chip là MediaTek Helio G88, RAM 4GB, camera chính cũng 50, có 4 camera. Rồi chúng ta sẽ có pin 5000mAh, sạc nhanh là 18W luôn. Và ngoài ra nữa thì với con này các bạn sẽ được trang bị một cái màn hình với là cái độ phân giải là Full HD cộng và tấm này là IPS LCD. Ngon hơn đó, rất là nhiều. Rất nhiều so với G21 luôn, là tại sao các bạn lại không lựa chọn những cái con khác cùng phân khúc mà lại chọn con G21? Đúng rồi, mà nó chỉ chênh hơn có 100.000 ở thời điểm hiện tại thôi. Ngoài ra nữa thì các bạn còn có Realme 9i nè. Realme 9i được trang bị con chip Snapdragon 680, một con chip quốc dân mang đến chúng ta cái hiệu năng ổn định, pin 5000, sạc nhanh lại 33W luôn. Hoàn toàn chúng ta có rất nhiều những con máy có thể gọi là cạnh tranh trực tiếp và nó ngon hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình vẫn không hiểu lý do tại sao. À còn nếu mà bạn muốn rẻ hơn đúng không? Rẻ hơn tầm 100.000 thì có Redmi 10C 128GB, chip Snapdragon 680, sạc nhanh là 18W, pin 5000mAh đó. Trời ơi, kể ra thôi quá trời quá đất luôn. Mà tại sao không hiểu bạn lại chọn con Nokia G21? Có thể là một phần bạn là fan của Nokia, nhưng mà nói thật về trên gọi là cái phương diện của người dùng thì mình đã bỏ một cái mức tiền đó rồi, và 3 triệu hơn gần 4 triệu không phải là một con số ít. Các bạn cũng có thể thấy là nhất là đối với học sinh sinh viên hoặc những người làm lao động khó khăn hay là này nọ, mình không biết là kinh phí của bạn như thế nào, nhưng mà 3 triệu hơn là một cái mức giá cũng gọi là có thể đủ cho bạn sống trong một tháng trời rồi. Và chúng ta bỏ tiền để chúng ta mua con điện thoại thì mình nghĩ bạn cũng nên nhận là một cái gì đó xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà mình bỏ ra, sử dụng lâu dài, hiệu năng ổn định, không có bị lag, không có bị khó chịu và phục vụ được nhu cầu hàng ngày của chúng ta, thì nên lựa chọn con khác như hồi nãy mình đã đề xuất, chứ đừng nên mua con Nokia G21 nha, chứ không thì chúng ta dùng nó lại lag rồi rất là khó chịu nữa. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau đi qua câu hỏi số 3, câu hỏi mà mình thích nhất trong ngày hôm nay. Hỏi Kenmon luôn nha, đừng nên mua máy cũ, mua chả biết có bị thay hay sửa cái gì hay không, dùng mà cứ lo hư, cứ mua máy mới cho ngon lành. Đó là có một bạn đây, cái kiểu này là không phải là hỏi mà là để lại một cái lời khuyên ở trên cái bình luận kiểu mấy số công nghệ 3T mà mình hay tư vấn mà các bạn muốn máy cũ này nọ đó. Ok, mình sẽ giải quyết từng cái phân đoạn ha. Cái đầu tiên đi, bây giờ bạn nói là cứ mua máy mới cho ngon lành thì em làm cái rõ cái vấn đề này trước. Đúng là mua máy mới thì các bạn sẽ an tâm được một cái, đó là đây là máy chưa từng qua sử dụng, các bạn cũng có thể gọi là yên tâm một phần là máy vừa sản xuất từ trong lò ra luôn, không có bị hư hỏng hoặc là không có bất kỳ một cái gì, chúng ta không cần phải quan tâm về lịch sử trước đó của nó, đập hộp mới nguyên keng. Nhưng có một cái mình cũng muốn nói luôn, đó là hàng điện tử thì nó còn có thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất đó là yếu tố hên xui, thứ hai nữa là yếu tố của bền tại người. Các bạn xài điện tử mà các bạn xài hao thì dĩ nhiên nó vẫn mau chóng hư thôi, đúng không? Và ngoài ra nữa thì điện tử nó cũng có cái yếu tố thứ hai, đó là yếu tố hên xui. Nếu mà không có yếu tố này thì làm sao mà nhà sản xuất, nếu mà bán ra mà cứ bảo đảm mặt chắc 100% là bền thì nhà sản xuất họ đâu cần bảo hành để làm gì đâu, đúng chưa? Với lại anh cũng có muốn chia sẻ ý kiến chút xíu, là bạn kêu là mua chả biết có bị thay hay sửa cái gì hay không, nên là đó lý do tại sao mỗi lần bọn mình tư vấn máy cũ và mình luôn khuyên các bạn, luôn nhắc nhở các bạn một điều là nên lựa chọn những cái địa điểm mua máy cũ một cách uy tín. Đúng, đừng có kiểu mà tiền mất tật mang á. Nhưng cho nên là đó là lý do tại sao đúng
thường xuyên kêu là các bạn nên đó lựa chọn mối cuộc tại thế giới động. Chính xác. Không phải là kiểu bọn mình tạo mình làm tại thế giới động đâu, mình khuyên vậy nha. Không phải là quảng cáo nha. Là tại vì ở thế giới động thì máy cuộn mà mình vẫn đảm bảo được cái chất lượng, cũng như là sẽ có tùy máy, nhưng mà những cái máy mà đã qua sửa chữa thì sẽ là do chính hãng sửa chữa chứ không phải là do mà một bên thứ ba, nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhưng mà lựa chọn mua máy cuộn tại thế giới động. Đúng rồi, nhưng mà nếu mà các bạn lên các bạn tham khảo kỹ thì cái tỷ lệ mà gọi là hàng sửa chữa tại thế giới động thì hoàn toàn rất là ít luôn. Nếu mà các bạn kiếm vô cái một máy cũ thì chúng ta sẽ có hẳn một cái danh sách về cái tình trạng của máy, là máy nó có cứng xước như thế nào và máy nó có qua sửa chữa hay chưa, và nếu như có sửa chữa thì tại thế giới động cũng sẽ để cho các bạn cái dòng đó thì các bạn xem và các bạn tham khảo. Còn nếu các bạn cảm thấy là các bạn không muốn máy đó qua sửa chữa thì các bạn có thể kiếm những con máy chẳng hạn như là khách họ mua xong rồi vài ngày sau họ không ưng ý với con này thì họ trả lại, họ mất phần trăm rồi họ mua một cái con khác kiểu như thế đó, thì nó vẫn được liệt vào máy cũ. Do đó có những con tại thế giới động máy vẫn còn bảo hành rất lâu mà đẹp nguyên can này nọ luôn, giá thì cực kỳ là tốt. Và mua máy tại thế giới động thì các bạn sẽ không cần phải sợ một cái vấn đề mà bạn này đang lo, đó là không biết là có sợ sửa hay là cái thay gì không. Nếu như mà có sửa có thay thì vẫn là thay chính hãng. Còn ngoài ra là không có bất kỳ những cái linh kiện lung tung la ta gì tào lao nha. Tại vì kỹ thuật viên tại thế giới di động và cũng như kho thế giới động thì không có nhận sửa chữa. Tất cả những máy này khi mà nhận bảo hành, khi mà nhận sửa chữa thì đều là phải gửi về hãng hết, chứ không có phải là thế giới di động tự sửa chữa, thì các bạn sẽ không cần phải lo nha. Đó, do đó là bạn bảo là đừng nên mua máy cũ thì cũng không đúng, bởi vì máy cũ chúng ta vẫn có thể mua được, mua để lợi tiền chứ bây giờ đâu phải là lúc nào mà chúng ta cũng sẵn cọc tiền chúng ta mua cái máy mới đâu. Bây giờ các bạn thử suy nghĩ một điều nha, ví dụ như kinh phí của các bạn, túi tiền của bạn có một cái giới hạn nhất định nào đó, nhưng mà các bạn vẫn cái nhu cầu của bạn cao hơn cái mức tiền mà các bạn mong muốn thì bây giờ mình rồi chỉ mua máy cũ thôi, mua máy cũ cho dùng cho sướng hơn. Nhưng mà chúng ta có thể bỏ qua được cái vấn đề là kiểu mình muốn có một cái máy mới nguyên siêu đập hộp để mình biết cái cảm giác đập hộp nó như thế nào. Bỏ qua vấn đề đó thì chúng ta có thể chọn được những cái máy cũ ở những cái địa điểm uy tín chẳng hạn như là thế giới động này, thì chúng ta vừa bỏ được một mức tiền vừa ít, vừa có được một cái máy với hiệu ngon, tốt hơn, ngon đúng hơn rồi. So với tầm giá nếu như mà chúng ta mua một cái máy mới. Nói chung là không có cái gì mà sẽ không phải đánh đổi hết. Chúng ta muốn có được cái này thì các bạn phải đánh đổi một cái kia. Nếu các bạn mà muốn có một con máy mới mạnh ngon thì chắc việc là các bạn gọi là phải đánh đổi về mức giá tiền nó cao hơn. Rồi các bạn bây giờ có một mức kinh phí nhỏ mà các bạn muốn nó mạnh ngon thế này mà, thì chắc chắn các bạn sẽ chỉ có một cái, đó là các bạn đánh đổi cái việc là đã qua sử dụng một vài lần của một người khác, nhưng vấn đề máy vẫn còn đẹp nguyên can mới ngon này nọ rất là ok, và thế giới động vẫn bảo hành chính hãng cho các bạn luôn nha. Máy bán ra thì bảo hành ít nhất chắc cũng phải đâu đó tầm khoảng là 3 tháng, đó là ít nhất. Có một số con em thấy đó là ít nhất, còn nhiều lắm thì cũng có thể là đâu đó tầm khoảng là còn 12 tháng luôn, có nhiều con. Tại vì những con Xiaomi nó bảo hành tới 18 tháng á, thì người ta còn bảo hành được tới 12 tháng hoặc là hơn 12 tháng này nọ, thợ rất là ngon lành. Do đó cái câu này của bạn đừng nên mua máy cũ thì nó chỉ đúng dành cho những bạn nào chúng ta chưa biết cách test máy, hoặc là các bạn mua những cái cửa hàng không uy tín ở bên ngoài. Còn với máy cũ tại thế giới động thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Do đó trong những số công nghệ 3T tụi mình có tư vấn các bạn mua máy cũ á, thì tụi mình có nói rõ máy nào tại thế giới động thì các bạn nên mua. Còn đối với lại máy nào mà không có tại thế giới động mà mua bên ngoài thì các bạn cũng nên chọn lựa thật kỹ. Còn không thì thôi nên mua những con máy có tại thế giới động luôn, để có chuyện gì chúng ta còn có thể đem ra kiện cáo, rồi có bảo hành này nó chính hãng ok la hơn cho nó vẫn an tâm. Ok chưa? Rồi, và như vậy bọn mình đã trả lời xong 3 câu hỏi mà các bạn đã để lại trong tuần vừa qua. Nói chung là những câu hỏi tuần này cũng khá là thú vị. Và các bạn có bất kỳ những câu hỏi nào đang phân vân về con máy nào nè, cần mình tư vấn là không biết nên chọn con nào, giá tiền ra sao, phù hợp nhu cầu, để lại phía dưới phần bình luận cho tụi mình. Còn bây giờ thì đừng quên cho tụi mình một like và nhấn vào subscribe cũng như là nút chuông bên cạnh. Cớp các bạn ơi, bởi vậy không có dạy số nhanh bằng Chinh Chinh các bạn ơi. Chinh Chinh là cái miệng lý liệu, Chinh Chinh nhanh lắm. Rồi thôi, bây giờ các bạn nếu mà thấy hay thì đừng quên cho mình một like, cũng là những nút đăng ký kênh của Thế Giới Di Động nha, để ủng hộ cho mình và Thanh Phong sau này bớt khớp hơn. Okay. Bye bye. Hiện tại Thế Giới Di Động và Top Zone đang có chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn dành cho iPhone. Tham khảo ngay tại trang web Top Zone và Thế Giới Di Động để có thể sở hữu ngay những chiếc iPhone với mức giá tốt nhất nhé.